là nhét thêm xốp vào đây cũng được các chị nhá. Đây có một cái khe này cho mình để nhét thêm, ví dụ như là những chị nào mà ngực hơi nhỏ nhỏ một xíu, mình muốn độ lên đúng không ạ? Đây mình nhét vào đây, đó quá đẹp luôn chị nhá. Đây hoặc không mình muốn mặc cho thoải mái, mình về đến nhà đúng không ạ? Tối đi ngủ mình muốn thoải mái bỏ luôn ra các chị nhá, bỏ ra được luôn các chị nhá. Đó rất là tiện để mình giặt đồ luôn. Có mẫu mới không bạn chị Nguyễn Huyền ơi? Có chị nhá, có rất là nhiều mẫu mới luôn, nhưng mà em tăng cho các chị xem từng cái giá một các chị nhá. 99k này, 129k này. Nếu mà các chị có yêu cầu cái mẫu gì thì em xin phép là lên mẫu luôn cho các chị xem chị nhá. Và vâng ạ, em quay lại với các chị gì nhỉ? Chị Trang Phạm đúng không ạ? Chị Trang Phạm ơi, chị còn ở đấy không ạ? Một set này của bên em đây là hàng thiết kế các chị nhá. Hàng thiết kế và chỉ có riêng ở bên em thôi, chỉ có Lee Hao mới có thôi các chị nhá. Những shop khác không có mẫu này các chị nhá. Bên em đây là LH51, em này là LH51 các chị nhá, một set luôn. Đây các chị thấy không ạ? Làm gì có chỗ nào mà có hàng như thế này của bên em đúng không các chị? Đây các chị xem ạ. Bộ này là quá sexy luôn các chị nhá. Đó, bên em LH51 đang sale 10%, còn lại là 300k các chị nhá. 300k cho cả một set luôn các chị nhá. Trước mình có mua mẫu đó của shop rất đẹp và chất lượng. Dạ vâng, em cảm ơn chị Nguyễn Huyền nha. Chị Nguyễn Huyền ơi, bên em thì nếu mà chị nào mà đã mua hàng rồi thì các chị biết đúng không ạ? Chất lượng không bao giờ phải bàn thêm một cái điều gì nữa luôn các chị nhá. Bên em thì luôn bao chất cho các chị và bao luôn giá cho các chị luôn các chị nhá. Đó, một set của bên em hiện tại đang bán chỉ với giá là 300k cho cả quần và cả áo luôn các chị nhá. Cho chị xem lại mẫu nâng ngực. Dạ vâng chị Thảo, chị Thanh Thảo ơi, mẫu nâng ngực đúng không ạ? Mẫu nâng ngực của bên em thì có AN01 này. Mẫu này là mẫu có gọng chị nhá, chị muốn mặc có gọng hay là không có gọng chị nhỉ? Đó, em này có gọng thì mình khi mà mình mặc lên ấy, cái này là nửa quả chị nhá, nửa quả này đấy. Những chị nào mà ví dụ mặc hở phần trên ấy, đó mình mặc cái này mình bỏ dây ra thì vẫn là nửa quả nhá, như là không mặc áo luôn. Có gì ạ chị ơi? Chị Thanh Thảo ơi, có gì ạ? Dạ vâng, em nhìn thấy đơn hàng của chị Lê Bình Minh rồi, AN02 đúng không ạ? AN02 chị Lê Bình Minh ơi, bên em thì sẽ gọi điện và chốt đơn hàng sớm nhất có thể với chị nhá. Em ơi, chị lấy hai áo AN02 màu đen và màu da, và cái ALH18 màu đen và màu đỏ. Dạ vâng, em đã nhìn thấy đơn hàng của chị Hồng Ngàn rồi. Chị Hồng Ngàn ơi, bên chuyên viên của em sẽ gọi điện và chốt đơn hàng sớm nhất có thể với chị nhá. Đây, đó, từ vừa nãy đến giờ em thấy là những em này rất là hot luôn. Và các chị biết không ạ, cái giá của em nó là 250. Đó, mà trong livestream ngày hôm nay chỉ xả còn lại là 99k này và 129k. Đó, cái giá quá là ưu đãi luôn. Đấy là những chị nào mà ưng mẫu nào mà phải chốt ngay cho em chị nhá. Có gọng voi không gọng, có gọng voi có gọng với không gọng, à có gọng với không gọng đúng không ạ? Em rất là xin lỗi chị Thanh Thảo luôn, trời ơi, có khi em phải học lại lớp 1 mất, buồn quá tiếc. Em xin lỗi chị Thanh Thảo nhá. Có gọng với không gọng đúng không chị? Dạ vâng, em xin phép giới thiệu với chị cái AN01 chị nhá. Trời ơi, mấy anh chị ấy, anh chị cứ cười với em. Em xin lỗi chị Thanh Thảo nhá, chị Thanh Thảo đừng cười em. Đó, AN01 này, AN01 các chị nhá, AN01 thì mình có gọng các chị nhá. Đó, có gọng và cái này là nửa quả này, nửa quả có size, tất cả đều có size luôn các chị nhá, SML luôn. Và AN02 thì bên mình là không có gọng chị nhá. Đó, không có gọng và cái này là nó hơi vót lên một xíu, hơi vót lên này, đó. Chị nào mà muốn, ví dụ như là mặc váy như em đúng không ạ, để hở cái phần này ra, đó mình mặc cái này là quá đẹp luôn các chị nhá. Hở ra vòng bụng của mình cực kỳ sexy luôn. Em hứa đảm bảo là chắc chắn là sexy và quyến rũ các chị nhá. Ừ em. Đó chị Thanh Thảo ơi, nếu mà chị ưng mẫu AN01 hoặc AN02, chị vui lòng comment cho em AN01 hoặc AN02 kèm số điện thoại luôn chị nhá. Chị mới sinh bé xong. Em không dám dịch. Em dịch sai là bị cười ngay. Chị mới sinh bé xong. 40.
quá em là sao nhờ? Chị mới sinh em bé xong đúng không chị Thanh Thảo? Chị Thanh Thảo ơi, em khuyên thật sự là nếu mà chị vừa mới sinh em bé xong đúng không ạ? Chị cho em bé hiện tại bây giờ đang trong thời gian là em bé đang còn bú sữa mẹ đúng không ạ? Đó, bú sữa mẹ thì em nghĩ là cái AN02 này đó, cái này không gọng chị nhá, khi mà mình mặc rất là thoải mái luôn đó. Em nghĩ là cái này là dành cho những chị mà vừa mới sinh bé xong là cực kỳ là hữu ích luôn chị nhỉ. Đó, quá tiện lợi luôn chị nhá. Em nghĩ là các chị mặc cái này thoải mái hơn chị ạ, và không lo là sệ ngực các chị nhá. Hôm nay có mẫu MH08 ở đây không, cho mình xem với LH08 đúng không ạ? LH08 chị ơi, chị đợi em một chút chị nhá. LH08 có chị nha. Ừ em, dạ vâng chị Thanh Thảo ơi, nếu mà chị ưng mẫu AN02 chị vui lòng comment cho em AN02 kèm số điện thoại luôn chị nhá. 129k luôn chị nha. Hoặc không, em có một cái mẫu khác dành cho những chị bầu này, chị có muốn xem thêm không chị Thanh Thảo ơi? AN02 màu da nhé. Dạ vâng. À, em nhìn thấy đơn hàng của chị Trần Oanh rồi. Chị Trần Oanh ơi, bên chuyên viên tư vấn của em thì sẽ gọi điện và chốt đơn hàng, gửi hàng sớm nhất có thể với chị nhá. Không có ngực mặc mẫu nào bạn ơi, chị Thanh Thanh ơi, không có ngực đúng không? Ngực mình nó hơi nhỏ một xíu đúng không ạ? Thì em nghĩ là chị nên mặc cái mẫu AN01 này. AN01 này có gọng chị nhá. AN01 có gọng thì mình nó sẽ đẩy cái gọng một của mình lên rất là nhiều. Đó, mặc cực kỳ sexy luôn chị nhá. AN01 có đủ size số cho mình luôn, từ SML luôn chị nhá. Dạ vâng, em chào chị Minh Nguyệt ạ. Đó, AN08 đây, sắp chuẩn bị ạ. Chị Thanh Thảo ơi, chị Thanh Thảo ơi, chị còn ở đấy không ạ? Em cho chị xem một mẫu nữa chị nhá, một mẫu nữa luôn. Mẫu này cũng dành cho những bà bầu này, hoặc không là những chị mà vừa mới sinh em bé xong nhá. Chị vừa mới sinh em bé xong thì em nghĩ là đây rất là nhiều luôn. Còn em, dạ vâng ạ, em xin phép giới thiệu KG02 nhá chị nhá. KG02 trước đi. KG02 của bên em có giá sale là 159k chị nhá, 159k thôi. Còn AN01, AN02 có giá là 129k chị nhá. Em xin nhắc lại là KG01 và KG02 hiện tại có giá là 159k chị nhá. 159k đúng không ạ? Đó. Chị Thanh Thảo ơi, em nghĩ là cái này là cực đẹp luôn, đẹp hơn cái em AN02 các chị nhá. Cái này cũng không có gọng các chị nhá. Không gọng này, bên trên của nó là cái đệm nó hơi mỏng hơn một chút xíu. Bên dưới là đệm nó hơi dày nhưng mà chỉ dày hơn một chút chút thôi chị nhá. Để làm sao cái ngực của mình nó nâng lên đúng không ạ? Đấy. Đây, em dơ toàn bộ cái em KG02 này lên cho chị xem. Chị đang lưỡng lự về size áo em ơi. Chị Thanh Thảo ơi, chị yên tâm chị nhá. Em chỉ sợ là chị không thích mẫu thôi. Còn nếu mà về size áo thì chị yên tâm đi ạ. Bên em có tất cả đủ size số chị nhá, S, M và L luôn. Những chị nào mà hơi cái vòng một của mình hơi nhỏ một xíu vẫn có thể mặc vừa bên đồ của bên em chị nhá. Và những chị nào mà vòng một của mình nó hơi to một xíu, ví dụ như là 9-90 thì bên em cũng đều có size luôn chị nhá. Chỉ cần chị chọn mẫu cho em thôi chị ạ. Đó, em thấy là em KG02 này là rất là nhiều chị mặc luôn, và những chị bầu là luôn luôn là ưa chuộng KG02 chị nhá. Bởi vì sự thoải mái của nó thì nó rất là thoải mái hơn là AN01 và AN02 chị nhá. Đó, không chỉ là thoải mái mà nó còn cực kỳ là sang trọng luôn. Chị thấy không ạ? Đằng sau của mình có ba nấc chị nhá, có ba nấc này đó. Ba nấc cho mình lựa chọn, thế chị yên tâm cho em là nếu mà mình có hơi rộng một chút xíu mình đẩy vào nấc cuối cùng, mình hơi chậm một chút xíu mình đẩy ra nấc sau đúng không ạ? Đấy. Mua tại cửa hàng có sale không bạn? Chị Dương Trang ơi, có chị nhá. Hiện tại bây giờ bên em đang có chương trình Black Friday. Black Friday nghĩa là mình sale sập sàn luôn chị nhá, nhưng mà bên em áp dụng từ ngày 17. Thế nên là chị Dương Trang ơi, nếu mà chị có thời gian thì chị mong mau qua bên shop em chị nhá. Bên shop em hiện tại bây giờ đang có hai cơ sở đúng không ạ? Hai cơ sở đó là 57 đội cấn và 22 hội vu các chị nhá. 57 đội cấn và 22 hội vu luôn các chị nhá. Chả nghe thấy gì á? Ô chị Trang Trang ơi, chị không nghe thấy gì á chị ơi? Tôi chết em rồi, từ nãy giờ em nói gì các chị không nghe thấy là chết em đấy.
Cho chị mẫu đó. Dạ vâng chị Minh Nguyệt ơi, chị thích mẫu KN02 đúng không ạ? KG02, chị vui lòng comment cho em KG02 kiểm số điện thoại luôn chị nhé. Mẫu này mã gì với em? Chị ơi, mẫu này là mẫu KG02 chị nhé. Đang có giá là 159k thôi. Chỉ 159k thôi đúng không ạ? Đây, post này các chị này, các chị thấy không ạ? Bên em thì luôn luôn mang đến sự thoải mái cho khách hàng. Và không chỉ thoải mái mà còn tăng thêm độ sexy cho mình các chị nhé. Có cho đổi áo khi mang không vừa size áo không em? À, chị ơi, hiện tại bây giờ em đang áp dụng với chương trình Black Friday. Thế nên là bên em đang sale rất là kịch sàn các chị nhé. Những cái mẫu mà ví dụ 200-300k nhưng mà bên em xả chỉ có hơn 100 thôi. Đó là cái chương trình Black Friday. Thế nên là em xin phép là không được đổi xả chị nhé. Đó, rất là tiếc luôn. Nhưng mà chị ơi, chị chỉ việc là cho em xin thông số và bên chuyên viên kỹ thuật của em thì sẽ gọi điện và chốt cái size mà phù hợp nhất với mình chị nhé. Chị yên tâm cho em về đấy. KG02 đúng rồi chị Võ Giang ạ. Chị Võ Giang ơi, KG02 chị nhé. Em thấy là chị Võ Giang vừa nãy hình như là có đặt một đơn của bên em đúng không ạ? Một đơn của bên em rồi. Chị ơi, chị vui lòng xem thêm cho em xem có cái gì không. Nếu mà mình mua thêm được cái gì đấy đúng không ạ? Trên 300k mình đã có một chiếc quần như thế này rồi mà cái quần này có giá bên ngoài là 150k rồi chị nhé. 150k rồi nếu mà hóa đơn trên 300k đúng không ạ? Nếu hóa đơn 300k trừ đi 150k vậy chị chỉ còn lại là chị chỉ còn lại mua với giá là 150k thôi đúng không ạ? Đó, quá là ưu đãi luôn các chị nhá. Mình đang mặc mẫu KG02 rất thích. Cảm ơn shop cho mình xem mẫu LH08 nữa nhé. Dạ vâng chị Mai Hương ạ. Em rất là cảm ơn chị Mai Hương luôn. Trời ơi, KG02 của bên em là không còn câu nào để nói luôn các chị nhá. KG02 hiện tại bây giờ đang có 4 màu các chị nha. Màu mận chín này là màu cực kỳ sexy luôn các chị nhá. Em thấy rất là nhiều chị mặc luôn. Màu đen truyền thống này. Và thứ ba là màu da các chị nhá. Màu da và thứ tư là màu xanh nước biển nhạt. Màu xám các chị nhá. Đó. Chị nào mà ưng mẫu KG02 vui lòng comment cho em KG02 kèm số điện thoại luôn các chị nhá. Dạ vâng, AN02 màu da có gọng nha bạn. AN02 à? Chị ơi, AN02 thì không có gọng chị nhá. Chị Nguyễn Sa Chi ơi, AN01 mới có gọng chị nha. Mẫu nào chị cũng ưng, biết làm sao bây giờ chị Hồng Ngàn ơi. Em còn chưa lên đủ mẫu gì ạ? Em mà lên đủ mẫu là chị ưng à, ưng tất luôn. Em chắc chắn với các chị là nếu các chị mà mua hàng bên em một lần rồi thì các chị sẽ mãi mãi mua chỉ mua bên em thôi đó. Bởi vì cái giá quá là ưu đãi và không ở đâu bao chất bao giá như bên em các chị nhá. KG02 cho mình hỏi không có ngực mấy có mặc được không? Chị ơi, KG02 đúng không ạ? Được chị nhá, chị Hải Yến ơi, được chị ạ. Và cái này em nghĩ là chị nào mà thích sang chảnh thì mình nên lấy cái này chị nhá. Chị thấy không ạ? Nó rất là căng bóng. Nó không phải là da thường mà nó là da bóng chị nhá. Đó, rất là sang chảnh luôn. Những chị nào mà không có ngực mấy cũng đều ok hết chị nhá. Không phải lăn tăn điều đấy. Đó, yên tâm là áo này vẫn có một chút xíu nâng ngực chị nhá. Vậy mình lấy AN01 màu da có gọng nha. Dạ vâng. À, chị Nguyên Sa Chi ơi, chị vui lòng comment cho em AN01 kèm số điện thoại luôn chị nhá. Chị kèm số điện thoại luôn để chuyên viên tư vấn của em sẽ gọi điện và chốt đơn hàng, gửi đơn hàng sớm nhất có thể cho mình chị nhá. Có mẫu cotton không bạn? Chị Chi Kim ơi, có rất nhiều mẫu cotton chị nhá. Chị đợi em một chút nào, em sẽ lên dần. Chị em ôi nhiều người hỏi quá. Dạ vâng, em xin phép quay trở lại với cái chị Mai Hương đúng không ạ? Chị vừa hỏi em là mẫu LH08